Theo tin từ công an Đà Nẵng, hiện nay công an quận Hải Châu đang tiếp tục điều tra vụ hàng chục thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong vũ trường Như Phương Đông. Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 31 tháng 1, các đơn vị của công an quận Hải Châu bất ngờ đột kích vũ trường Như Phương Đông. Tại thời điểm này, hàng trăm khách đang có mặt bên trong. Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện một số khách hàng tàn trữ trái phép nhiều viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và các quái ketamine. Qua xét nghiệm ngẫu nhiên, hàng trăm khách tại vũ trường phát hiện có 64 trường hợp dương tính với chất ma túy. Cơ quan công an đã tạm giữ Võ Ngọc Phi, 30 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam, Phan Văn Kiếm, 23 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam, Tô Ngọc Linh, 33 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam và Hồ Nhất Hải, 23 tuổi, trú Đà Nẵng để làm rõ về hành vi tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy.